Chơi Free Fire, chơi Free Fire, nào ta cùng chơi Free Fire. Chào mừng các bạn đã đến với sự kiện Vòng Quay Cấp Độ Giáng Sinh. Vòng quay có 3 cấp độ, mỗi cấp độ sẽ có một món quà ngon. Chỉ sau khi quay trúng tất cả các quà ngon thì được nâng cấp lên cấp độ tiếp theo. Quà ngon cấp độ 1, dù người tuyết. Quà ngon cấp độ 2, ba lô người tuyết và thẻ nhân vật level 4. Quà ngon cấp độ 3, bộ anh chàng mùa đông vĩnh viễn. Cấp độ 3 là vòng quay vô cực. Lượt quay sau có thể sẽ rơi vào quà đã nhận ở lượt quay trước. Thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1. Để tham gia, chúng ta hãy dùng huy hiệu Tất Giáng Sinh để làm vé quay. Vậy Tất Giáng Sinh sẽ kiếm ở đâu nhỉ? À, vào ngày 21 tháng 12, trong Free Fire sẽ xuất hiện người tuyết di chuyển trên bản đồ. Người chơi bắn vào cho đến khi vỡ ra để nhặt được huy hiệu. Đặc biệt, vào ngày 1 tháng 1, số lượng người tuyết và tất sẽ nhiều hơn. Vậy nên đừng bỏ lỡ ngày 1 tháng 1 vào game làm ván Free Fire ngay thôi. Này, số lượng tất nhặt được là không giới hạn, cũng như không tính vào ngăn chứa đồ của ba lô. Nên bạn hãy nhặt thật nhiều tất để có thể đổi thật nhiều quà nhá. Có tất là có tất. Vào game săn người tuyết kiếm quà ngon thôi nào anh em ơi. Đăng nhập ngày 1 tháng 1 làm ván Free Fire để nhận tùy chọn ngay skin súng Giáng Sinh, cùng trang phục Giáng Sinh siêu đẹp, skin panda gấu Bắc Cực, cùng vô vàn các phần quà khác và tận 500 triệu gift code Shopee. Chi tiết xem tại giangsinh.ff.gana.vn. Mùng 1 tháng 1 làm ván Free Fire, ai cũng có quà. Ấn đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Gana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.